Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trường Văn Hồng và hôm nay tôi rất vui khi hướng dẫn các bạn cách làm một hình thức để kiếm tiền. Đây là một hình thức kiếm tiền mới hiện nay của các bạn trẻ rất là thích khi áp dụng, tại vì nó là các bạn có thể làm tại nhà này, có thể thỏa sức cái đam mê sáng tạo của mình và nhất là có thể kiếm tiền thu nhập cho bản thân.